Chỉ mới vào đầu mùa khô nhưng tình trạng nhiễm mặn đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương miền Trung, nguy cơ ảnh hưởng đến hàng triệu nông dân tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm trong khu vực. Tiêu điểm nóng cùng V8. Không còn là những cảnh báo, biến đổi khí hậu đã và đang hiện hữu rõ ràng tại nhiều địa phương miền Trung và đe dọa trực tiếp đến cuộc sống và đặc biệt là sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân hầu hết các địa phương trong khu vực. Các địa phương đang triển khai giải pháp gì để ứng phó với vấn đề này? Mời quý vị theo dõi nội dung này trong tiêu điểm nóng hôm nay. Xin mời chị Thanh Huyền. Cảm ơn anh Thành Công. Vâng, thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam là một trong những quốc gia bị tác động mạnh mẽ nhất do biến đổi khí hậu. Tình trạng xâm nhập mặn ở khu vực ven biển hiện đang diễn ra nghiêm trọng ở khu vực miền Trung, làm thu hẹp diện tích đất nông nghiệp. Tại tỉnh Quảng Nam, tình trạng xâm nhập mặn đã diễn biến hết sức phức tạp theo hướng tăng dần cường độ qua mỗi năm. Trong khi đó, các giải pháp công trình để ứng phó một cách căn cơ với biến đổi khí hậu thì vẫn chưa được đầu tư. Đây cũng là một trong những mối lo ngại của hàng triệu nông dân tại các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm trong khu vực. Năm nay tiếp tục là năm khó khăn của hàng ngàn nông dân trồng lúa khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Nam khi mặn đã thâm nhập sâu vào vùng hạ lưu sông Thu Bồn và sông Hàn, có nơi lên đến trên 10 km. Diễn biến cực đoan này đã kéo theo độ mặn ghi nhận trên nhánh sông Vĩnh Điện qua địa phận thôn Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, có thời điểm đạt mức kỷ lục trên 9 phần ngàn, vượt hơn 10 lần mức quy định. Điều này cũng đồng nghĩa với các trạm bơm tại đây phải ngừng hoạt động. Độ mặn chỗ tôi bán tới cao những ngày tới là đây thì nồng độ mặn rất là cao, có khi lên 5.4, 5.5. Và độ mặn như thế này thì về quy trình cây lúa thì nó sẽ chỉ tôi được quyền bơm từ 0.8 trở xuống. Và nếu độ mặn như thế này thì sẽ có khả năng là vài trăm hecta chỗ tôm tưới cao để phục vụ cho nhân dân thì sẽ có khả năng là mất mùa. Nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng xâm nhập mặn cũng như duy trì giữ ngọt phục vụ nước tưới cho hơn 5.000 hecta lúa các địa phương khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Nam, hàng năm, ngành nông nghiệp tỉnh này đã cho đắp một đập ngăn mặn thời vụ tại thôn Tứ Câu. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng kể từ ngày mở thầu đến nay, vẫn chưa có đơn vị nào tham gia đảm nhận. Lý do, thời điểm hiện tại giá cát vật liệu tăng cao và khan hiếm nguồn cung. Có tới hơn 2.000 hecta, là gần 50%. Cái diện tích sản xuất mà nằm trong cái vùng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cụ thể là cái vấn đề xâm nhập mặn hàng năm. Thế thì như năm nay thì trong khi cái đập ngăn mặn, đập tạm ngăn mặn chưa được xây dựng trên sông Vĩnh Điện này, ngay tại cái khu gần của cái khu vực mà trạm bơm Tứ Câu chúng ta đứng đây ấy, thì gây ra cái tình trạng ảnh hưởng cái xâm nhập mặn, cho nên là các cái trạm bơm, nhất là cái trạm bơm Tứ Câu này, trong những ngày vừa qua không hoạt động được. Hàng ngàn hecta lúa đông xuân đang trong giai đoạn trổ đồng tại khu vực Bắc Quảng Nam, một phần thuộc thị xã Điện Bàn, toàn bộ diện tích lúa tại thành phố Hội An và một phần diện tích lúa tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đang chờ đập ngăn mặn thời vụ Tứ Câu. Trong lúc này, các trạm bơm phải túc trực thường xuyên theo dõi đo độ mặn, tranh thủ lấp thủy triều để bơm luân phiên. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số những câu chuyện hết sức nhọc nhằn của nông nghiệp miền Trung khi các chủ trương giải pháp hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu chưa được đề cập nghiêm túc. Còn tại Quảng Ngãi, nhiều công trình đập ngăn mặn đã được xây dựng từ rất lâu và đang trong tình trạng hư hỏng xuống cấp, không đảm bảo được mục đích ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, tình trạng ngập mặn đang diễn ra và nguy cơ hàng trăm hecta lúa của bà con nông dân không có nước tưới tiêu cho vụ hè thu sắp tới. Đập ngăn mặn Hiền Lương thuộc thành phố Quảng Ngãi, sau hơn 20 năm khai thác sử dụng, đến nay công trình đã hư hỏng và xuống cấp, dẫn đến nguồn nước tại đây đã bị xâm nhập mặn. Nguy cơ gần 970 hecta đất canh tác của hai xã Nghĩa Hòa và Nghĩa Hà không có nước tưới tiêu cho vụ hè thu sắp tới. Đập nó giống nước còn ngày còn xuống cấp rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà nó để dài không chỉ sửa chữa thì nó nước nhiễm mặn là lúa nông dân người ta, bà con nông dân không có chất được. Hệ thống van, có cửa van của hệ thống đập hiện nay là bị rò rỉ, xâm nhập mặn và ảnh hưởng đến sản xuất và nước sinh hoạt của người dân. Thì tính đến nghĩa là nếu mà cái hệ thống đập ngăn mặn Lương mà bị rò rỉ nước xâm nhập mặn thì ảnh hưởng rất lớn đối với các diện tích
đất sản xuất của người dân là cả khoảng 150 hectare diện tích. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có 9 hệ thống đập ngăn mặn tại các cửa sông được xây dựng từ khá lâu và đang xuống cấp. Trong đó có 2 công trình đập ngăn mặn Khê Hòa và Hiền Lương đã xuống cấp nghiêm trọng và tình trạng nước biển xâm nhập mặn sâu vào trong đất liền. Điều này đã ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân cũng như tưới tiêu của khoảng 1.300 hectare đất canh tác của thành phố. Sở cũng tham mưu cho tỉnh là theo cái hướng là hãy khắc phục công trình nào thì mang tính bền vững, lâu dài. Và cái tuổi thọ của công trình là phải nhiều chục năm để là không có hạn chế cái tái diễn hư hỏng lại như những cái giai đoạn trước, trong khi cái thực hiện về kỹ thuật cũng như là kinh phí nó còn hạn chế, nhất là cái yếu tố kỹ thuật phải luôn luôn đảm bảo để chống chọi được trong cái điều kiện mà thời tiết khắc nghiệt do cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trước thực trạng xuống cấp các công trình thủy lợi như hiện nay, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua đề án đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại, kết cấu hạ tầng thủy lợi, đê điều, phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, đồng thời yêu cầu các sở ngành và địa phương cần xây dựng phương án để sớm thực hiện nâng cấp sửa chữa, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Các nhà hoạch định chính sách gần như nhất trí rằng những thách thức sẽ trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu. Mọi thành phần của xã hội đều sẽ chịu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu và nông dân là nhóm sẽ phải đối mặt với những tác động tiêu cực lớn nhất, đặc biệt liên quan tới năng suất cây trồng và an ninh lương thực. Hiện các địa phương trong khu vực đều đã triển khai các giải pháp ứng phó hướng tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng hoàn thiện các công trình ngăn mặn một cách triệt để lâu dài. Mỗi năm thì xã Điện Bàn bỏ ra một cái số tiền rất lớn này để đắp cái đập sau đó là phá đi. Thì nó trước mắt là nó có lợi cho các thời điểm mà trong vụ sản xuất giữa hai vụ đông xuân và hè thu, nhưng mà sau đó là mình phải phá để mà trả về cái dòng chảy tự nhiên cho cái sông, thì đó cũng là một cái lãng phí. Vì lâu về dài thì tôi cũng đề nghị xây dựng những công trình cố định để mà đảm bảo cái nguồn nước phục vụ lâu dài, tăng cường tuyên truyền để người nông dân là sử dụng cái nước tưới hợp lý, rồi tổ chức dọn vệ sinh đồng ruộng, cải tạo canh mương. Đối với trường hợp mà nhiễm mặn thì sẽ thực hiện các biện pháp công trình là nạo vét các ao chứa để tận dụng cái nguồn nước tưới tại chỗ, rồi thực hiện việc đóng giếng ngầm để đảm bảo cấp nước tưới. Nhận định được cái tình hình sản xuất nông nghiệp và phải thích ứng với biến đổi khí hậu, thì trong quy hoạch thủy lợi tỉnh sẽ tiến hành đầu tư xây dựng một cái đập ngăn mặn kiên cố trên sông Bình Điền. Cái thứ hai là đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức nghiên cứu đánh giá tình hình xâm nhập mặn trên sông Thu Bồn, và để có cái giải pháp cũng như là bố trí nguồn lực để thực hiện ngăn mặn trên sông Thu Bồn, nhằm đảm bảo là mình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo một nguồn nước ngọt bền vững để phục vụ trước hết là cho sinh hoạt, thứ hai là phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam được đánh giá là rất nghiêm trọng, là nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cho việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát triển bền vững của đất nước. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, chỉ trong 10 năm gần đây, các loại thiên tai như là bão lũ, sạt lở đất, úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn đã gây thiệt hại đáng kể, làm chết và mất tích hơn 9.500 người và thiệt hại về tài sản ước tính là 1,5% GDP mỗi năm. Theo sách trắng nghiên cứu khảo sát đối với các nhà hoạch định chính sách về tác động của biến đổi khí hậu đối với nền nông nghiệp ASEAN vừa được phát hành tại tất cả các quốc gia Đông Nam Á, hơn 86% các nhà hoạch định chính sách cho rằng việc cung cấp kiến thức và tập huấn để nông dân tiếp nhận và sử dụng các giải pháp công nghệ nông nghiệp cũng như đổi mới khoa học trong lĩnh vực này sẽ là rất quan trọng để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong khu vực. Tiêu điểm nóng xin được kết thúc tại đây.